Mình sẽ đi thăm một cái hang ở đây người ta gọi là hang sáng tối, và mình chưa bao giờ đến cái hang này. Và hôm nay thì là lâu lâu mình có mùa nước cạn như thế này, mùa có một ngày nước cạn thì ngày nước cạn sẽ rất là tiện để đi vào trong hang, bởi vì là nước khi mà nó vội xuống ấy, thì hang nó mới lộ ra nhiều, thì mình có thể dễ dàng di chuyển vào bên trong. Mặc dù đó có thể là mình phải di chuyển bằng thuyền kayak, nhưng mà mình ở đây thì người ta rất là khuyến khích và rất là ủng hộ cái việc là nên đi thăm hang vào cái ngày nước cạn này thì sẽ đẹp hơn và thăm được rất là nhiều thứ ở trong hang. Và mình thì mình chưa bao giờ đi, và các bạn cũng không biết, mình xem là trong hang có gì nhá. Trước mắt các bạn là làng chài nhá. Họ sống từng nhà ở trên này, và họ làm thành những cái đầm, cho đấy là họ nuôi trồng hải sản, nuôi hải sản ở đây. Cũng là một quần thể cư dân rất là lớn. Họ đang lấy hàu lên. Ở đây họ nuôi con hàu. Đây là địa phận vịnh Lan Hạ thuộc vịnh Hạ Long ở tỉnh Cát Bà, đảo Cát Bà. Và khung cảnh ở đây thì quá là đẹp luôn, rất là hùng vĩ. Và ở đây thì cái quần thể ở tất cả ở đây á thì nó có khoảng độ 1.900, hơn 1.900 cái núi đá vôi như thế này. Mỗi một cái này thì tổng cộng của tất cả những ở đây kia ở đây thì có khoảng hơn 1.900 cái, rất là nhiều, rất là quý. Chính vì vậy mà không có một cái lý do gì để mà ở đây được phong là trong 7 cảnh quan thiên nhiên thế giới. Chính vì vậy mà chúng ta hãy nên đi khám hiểm, và hãy nên đi thăm tất cả các cái hòn đảo lớn nhỏ ở đây để tận hưởng trong 7 cảnh quan thiên nhiên thế giới. Trước mặt các bạn là hòn nến, hoặc là hòn gì? Bút à? Đây là hòn nến hoặc là hòn bút, trông nó như một cái bút cắm ngược ấy. Đây là hang gì nhá? Không biết. Ở trên kia nó có một cái chữ gì đấy, nhưng mà xa quá không nhìn thấy. Wow, đẹp quá. Bây giờ thì đã chuẩn bị bây giờ đến cái địa phận của cái hang sáng tối rồi. Và mình sẽ, do là thuyền cạn nên là thuyền không đưa được mình vào trong cái hang kia, mà mình sẽ dừng ở đây và mình thuê tàu kayak, thuyền kayak ở đây. Sau đấy là mình sẽ tự trèo vào trong khu vực trong kia, hoặc là có một cái cách nữa là thuê người lái đò, họ sẽ chở đưa đò mình vào trong đấy. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi cùng vào trong để xem là trong hang có gì. Mặc áo phao khi lên thuyền và lên đò. Ngày hôm nay thì hôm qua thì mình đã chiều kayak rất là nhiều, hôm nay mình sẽ đi đò. Em thấy hang sáng là hang riêng mà hang tối là hang riêng à? Ừ. Như đội ăn trèo đây đa số toàn đưa khách vào hang sáng, ít khi đi hang. Vâng, đi vào hang sáng trong cho nó sáng sủa một tí nhỉ. Hang tối thì là tối om. Còn đi hang tối nó cấm. À, sao lại cấm? Đi xong tối thì chủ kiểu nước lên xuống cấp tường. À, ồ, nó nguy hiểm. Đúng rồi. Nó lên một cái là mắc kẹt luôn trong đấy nhỉ. Vâng. Ồ. Thế thì tí nữa mình sẽ đi sang cái hang sáng trong bên trong rất là đẹp. Kia là hang sáng. Hang sáng thì ở trong nó sáng. Nó là cái thung lũng. Chúng ta xuyên qua đấy, đó là cái thung lũng. À. Không một được. Nước ở trên nó đỏ, nước ở
các nước mưa nó động lại từ những khe đá. Đây là thỏ các con hà này. Vâng, trước là nước nó ngập lên đấy. Nước ngập lên đây thì tức là con hà sống trên này thôi. Vâng. Bây giờ nó rút. Nhưng mà sẽ có những ngày nó lại đầy lên đấy đúng không anh? Dạ, từ lúc lâu cách đây khoảng 1 năm đổ về đây là nước không lên được trên đấy. Rất là nhiều rơi ở trong này luôn. Rồi, đợi tí. Bãi này thì có những cái con, rất là nhiều con hà nó bám ở kia, tất cả đều sống, đều còn sống nhá. Những cái cục này đó. Đó, rất là nhiều con hà, nhưng mà ở đây thì họ không ăn những con hà đấy, họ chỉ ăn những cái con hà bám ở trên đá thôi. Còn con hà ở dưới này thì nó mặc dù thịt to hơn, lớn hơn nhưng mà ăn và nó lại bị say các bạn ạ. Xem trên video hay là qua ảnh thì rất là khó để mà tưởng tượng được cái sự hùng vĩ và cái vẻ đẹp của thiên nhiên ở đây. Không phải là đơn giản mà khi mà ở đây được đánh giá là một trong 7 kỳ quan của thiên nhiên thế giới. Chính vì vậy mà khi mà được tận mắt cảm nhận này, rồi không khí, thiên nhiên, quang cảnh tất cả mọi thứ ở đây, khi mà mình ngồi tại đây mình hòa quyện vào với chúng thì mình mới cảm nhận được cái nguồn năng lượng mà ở đây họ ở đây tất cả những cái thứ ở đây nó truyền vào mình, và mình cảm thấy rất là thoải mái, rất là khỏe khoắn. Và tất nhiên là nếu mà có dịp thì các bạn hãy đến đây để cảm nhận được cái mà tôi nói, vì thật sự là nó rất là khó tả được bằng lời. Hẹn gặp lại ở tất cả các bạn vào video kỳ sau. Nếu như có dịp thì mình sẽ đi nhiều nơi hơn và làm nhiều clip hơn. Hẹn gặp lại tất cả các bạn.